Hello, xin chào các bạn. Hôm nay có tin vui muốn gửi đến các bạn là mình mới sắm được một em laptop. Muốn chia sẻ tin vui này đến đại gia đình mình trong ngày hôm nay là mình sẽ khui thùng, không phải khui thùng đâu, là khui bao đi. Khui bao để giới thiệu đến anh em một cái laptop cũ thôi, nhưng mà mình mới mua. Cũ của người ta là mới của mình đó các bạn. Mình mua để dùng trong công tác làm YouTuber của mình sắp tới. Rất mong các bạn cũng thường xuyên đón xem và theo dõi cái những video của mình. Bây giờ mình không làm mất thời gian của các bạn, mình sẽ review cái laptop mới mua của mình. Mới mua chứ không phải là đồ mới nha các bạn. Mới mua của mình. Và mình sẽ review lại cho các bạn xem cái hàng cũ nhưng mà xài như thế nào. Các bạn chờ xem nha. Đây là các bạn. Tân 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 tân. Đây là cái laptop mình mới mua, bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn xem. Đây, các bạn có đoán được hiệu gì không ạ? Đây, nó có cục gì u u, có con bọ nữa các bạn. Đang phải con bọ, đây con chuột các bạn ơi, con chuột có pin sẵn luôn mọi người. Đây, có cục này cục gì nè mọi người. Cục này chắc để lắp vô laptop ấy, để mình chút xíu mình sẽ review con bọ này sau. Cái này là nhân vật chính của ngày hôm nay. Tăng 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 tăng. Đây, các bạn thấy không, đồ cũ thôi các bạn. Đây, đóng bụi một chút xíu để mình quay gần cho các bạn xem. Đây, mình chỉnh cái camera lại cho các bạn xem rõ một chút. Để mình mở lên. Đây là Asus gì đó các bạn, chữ đây nè. Các bạn thấy không? Bụi đống. Đây, Core i3 gì đó mọi người. Mình mở máy lên. Cũng ngon lành cành đầu. Mình lần đầu tiên mình xài laptop đúng không mọi người? Lúc trước là mình xài cái thùng CPU chứ không phải là xài laptop. Giờ mình có con chuột rồi, dạy gì không xài con chuột. Thì mình sẽ lắp cái này vô. Cái bon này đó. Ăn lắm rồi. Đây nó tàu tiếng Anh không à, Z đô gì đây thì bấm Z luôn. Đây là hệ điều hành Windows 7 nha mọi người. Nó đang quay cái giống gì đó. Rồi, tắt ngấm luôn rồi. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ giới thiệu sơ qua. Mua cái máy này trị giá là 3.200.000 đó các bạn. Thì được tặng một cái túi chống sốc nè, trong đây rất là dày. Túi này mình không có nhiều tiền, có giấy là tặng luôn con chuột, nhưng mà giờ mình mới tháo ra có con chuột trong đây. Mua tiệm các bạn chứ không phải mua trên mạng. Tiệm của ông
Công Anh ở Chợ Bún. Đây. Nhà mình cũng đã test thử rồi, nhưng mình lấy về nên mình review lại cho các bạn xem thôi. Con gành gành đầu đó mọi người. Mình bỏ này bên mình sẽ quay cái máy lại gần cho các bạn xem. Hạ thấp này xuống chút. Xài chuột đi, xài chắc em. Đây là Zalo, mình cũng đã từng kết nối Zalo rồi mà. Mình tắt, mình review lại các chức năng. Nói chung là mình cũng chưa có xài gành laptop nhiều mọi người. Mình chủ yếu là mình vô YouTube, rồi Google Chrome để mình quản lý cái kênh của mình thôi, chứ mấy cái chức năng đây nè, admin gì thì cái gì mình không biết luôn. Là mình chưa có xài bao giờ. Chủ yếu là mình xài Google Chrome trong đây thôi. Cái chỗ mình đang gà chuột mọi người thấy không? Nó chớp chớp đèn đó, đó. Bây giờ mình cái này đồng lên. Này được được cái anh bán ảnh giới thiệu là i3. Ở đây trong đây cũng để i3 nè mọi người. Như cái này là để chữ i3, Intel i3, là hiệu Asus, Acer, Asus gì đó. Nó cũng khá là có bụi đó mọi người. Ở đây bụi nhiều lắm. RAM đó là RAM 4GB, màn hình 14 inch, bộ nhớ là 200 gì đó, 200 mấy gì đó mà mình quên mất tiêu rồi. Nghe giới thiệu thôi chứ mình cũng không gành về cái những thông số đâu, mình cũng không có biết kiểm tra trong đây mọi người. Thì mình sẽ trong đây có cái hình máy vi tính để mình kiểm tra thử trong đây coi ra sao. Chúng ta có để cái thông số trong đây không? Đây. Nếu mọi người có thấy rõ không ạ? Quá trời chữ mà toàn tiếng gì được không? Tiếng Tây, tiếng Tàu được không? Rồi. Bỏ qua phần này đi. Cái cốt truyện hôm nay là mình muốn review cái laptop thôi. Còn cái vụ thông số này thì bỏ đi ha. Do mình không có gành đâu các bạn. Bây giờ mình bụi quá thì mình sẽ lau cái sơ cái màn hình và cái bàn phím ở đây. Mình giờ mình đi lấy miếng giấy cái đã. Rồi, ok, bây giờ mình kiếm giấy giải không có, giờ mình lấy miếng giấy xúc trong nhà mình đó mọi người. Thì mình sẽ lau sơ, thì mình sẽ ép được tắt màn hình. Đây. Cũng khá là bụi đó mọi người. Hình như cái này lâu quá không ai xài hay sao. Nè mọi người thấy không? Đang thôi luôn. Này chắc cũng lâu quá không ai sử dụng. Mình lau phần bên ngoài luôn. Đây là cái hiệu nè mọi người. Mọi người biết gì không? ASUS gì đó. Mà hình như cái chữ này nó mất hết một miếng rồi. Nó mẻ hết miếng rồi. Cái máy này nãy mình có nói là cái giá nó là 3.200.000 mọi người. Đây, phần xe đít nó đây. Đây có rất là nhiều lỗ luôn. Mình thì chỉ xài con lỗ duy nhất. Mấy lỗ này mình chưa có biết. Rồi
cái này lỗ nhiều lỗ, trong lỗ cũng có rất là nhiều lỗ. Đây có HDMI 1. Rồi đây có hình như là giống như cáp sạc, cái dấu giống cáp sạc vậy đó. Rồi bên đây. Đây có mấy nút, không biết nút gì luôn. Đây thì cái lỗ mình mới gắn chuột vô rồi. Bên đây có lỗ tai nghe, thì lỗ micro. Đó. Tạm thời là mình chỉ biết có bao nhiêu thôi. Thì từ sau này xài lâu thì mình tìm hiểu thêm. Cũng bóng lớn đúng không mọi người? Cũng có 3.200.000, mình cũng không có đòi hỏi gì hơn. Quá bóng. Giờ mình mở lên lại. Quá bụi mọi người. Cái này phải lấy đâu cũng dễ ướt. Đó. Đây là cái món đồ mà coi như là đắt nhất trong cái bộ sưu tập, bộ đồ nghề để làm YouTube của mình. Giá trị nhất các mọi người. Đây. ASUS đây cái bằng ASUS. ASUS đúng mọi người. Bây giờ đến mình mở lên cho mọi người xem. Đấy. Có chuột. Gà chuột lên, mọi người thấy chuột nó chạy không? Nó chuột nó chạy mèo quắt không kịp luôn mọi người. Bấm vô đây cái. Nó toàn tiếng Anh không mọi người, mình không gần đâu nhưng mà mình nhớ cách thao tác thôi. Quay gần cho mọi người xem. Phím đồ còn mới quá, không biết người ta có thay không mọi người. Ở đây thì có cái dấu tích gì, cũng có chắc cũng có miếng dán logo bản hiệu gì đây đó mà người ta lột ra rồi. Cái lỗ này thì nó hơi chốc nước sơn tí nhưng mà cũng xài ngon lắm mọi người, cũng chạy chỗ chút đỉnh chứ không phải là không chạy. Đúng không? Đó. Mở cái lên nè, phải chữ ASUS gì đấy được. ASUS gì đó. Đây, giờ mình sẽ review cận cảnh cho mọi người xem. Bây giờ bị dướng. Quay nè. Đây Zalo. Mình cũng có Zalo nữa các bạn. Zalo của mình là Tiger. Các bạn muốn quan tâm tới Zalo của mình thì cứ comment, mình sẽ cung cấp số điện thoại Zalo để kết nối giao lưu với mọi người qua mạng Zalo. Giờ mình sẽ tắt Zalo. Mình sẽ vô Google Chrome để mình tìm cái kênh của mình thử. Quay thôi mọi người, nhấp hai phát. Đó, vô đó, vô đó. Kéo lại nghe chút cho mọi người dễ xem. Biết mọi người có thấy rõ không? Để mình chỉnh cái bàn cho nghe nó lúc lắc quá. Đấy. Giờ mình sẽ vô cái kênh Zalo của mình. Ủa lộn, kênh YouTube của mình. Chuột nó lết rồi. Đây. Đây kênh của mình nữa các bạn. Có cái hình này. Đây có một cái chuông báo nữa. Nói chung là kênh của tôi đây. Đây các bạn thấy không? Nông dân TV nè các bạn. Đây quá trời video của mình. Video mình vừa đăng lúc chiều. Đây. Cũng nhanh mau gọn đó mọi người. Rất là nhiều video.
Hành trình kết nối những đam mê và tìm kiếm những đôi tay vàng. Buổi trưa tâm sự, tìm nhà đập ổ phá. Lần đầu tiên livestream trên laptop. Cái này là kênh của mình nha mọi người. Đây. Thì mình trở lại mình. Nói chung là mình chỉ không có gành về cái laptop này lắm, mình chỉ biết nhiêu đây thôi, mình chỉ biết mở cái kênh mình thôi, chứ còn mấy cái chức năng khác mình không có nằm về chuyên môn của mình các bạn. Nếu các bạn yêu thích mình thì nhớ đây vào cái kênh Nông Dân TV của mình. Làm chuột nó hơi ở đây cái nền này. Cái nền này nó láng quá các bạn. Bóng láng quá, nó không có chuột nó làm như không có nhạy cho mấy. Đây, kênh giới thiệu YouTube thử nghiệm. Đây. Giờ mình xin quay trở ra. Đây. Tắt máy. Đây là cái laptop mà nãy giờ mình giới thiệu. Mua với giá là 3.200.000 đó mọi người. Thì trong đó người ta có tặng một cái con bọ, con chuột. Đây có đèn chớp chớp nha mọi người. Có pin trong đó luôn. Và một cái túi chống sốc. Trong đây nó có mút siêu dày đó mọi người. Cái này cũng xài cũng khá là ok đó mọi người. Lên mạng là cũng mượt mà. Thì cái buổi review hôm nay mình chỉ nói bấy nhiêu thôi về cái laptop của mình mới mua. Tổng thiệt hại ước tính 3.200.000, cũng gần đây cho nên không có tốn phí ship tiền xăng gì hết. Nên mình chạy cái dèo bên kia là tới rồi mọi người. Thì video hôm nay mình cũng xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay hữu ích thì nhớ bấm like hoặc share hoặc đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Nông Dân TV ngày một phát triển. Và rất là cảm ơn trong những thời gian qua các bạn đã luôn đồng hành cùng với mình và luôn theo dõi và ủng hộ mình. Xin hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.